Nếu ví cuộc sống này như một vườn hoa, thì tình thương chính là ánh dương ấm áp đang lan tỏa trong khu vườn kỳ diệu ấy. Như ở nơi đây, trong quán cơm bình dân bé nhỏ ở quận mới Bình Tân này, mỗi ngày, những con người còn nhiều lam lũ vất vả này vẫn âm thầm chắt chiu những điều nhỏ nhoi mình có được để san sẻ tình yêu thương cho cộng đồng. Mỗi ngày với những suất cơm buôn bán để kiếm thêm nguồn kinh phí, duy trì cho những suất cơm từ thiện được giao đến từng bệnh viện, chia sẻ với những bệnh nhân nghèo, giúp cho họ có bữa ăn ấm lòng, vững dạ, mà vượt qua những khốn khó đời thường và chiến thắng bệnh tật. Quý vị khán giả, ngày hôm nay Thanh Thảo và hành trình của Bếp Yêu Thương đang có mặt tại khu dân cư Tân Tạo, quận Bình Tân. Tại đây thì trong nhiều năm qua đã có một quán cơm bình dân do các mạnh thường quân thành lập. Điều đáng nói ở đây là quán cơm này không phải là chỉ có công việc mưu sinh mà họ còn có một cái công việc rất là ý nghĩa. Đó là mỗi ngày có hàng trăm suất cơm được chuyển tới Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh để giúp cho những người thân của những bệnh nhân đang có hoàn cảnh khó khăn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm đến để chia sẻ với những người tình nguyện viên tại nơi này. Đồng hành với Thanh Thảo ngày hôm nay xin được giới thiệu với quý vị một giọng ca, một gương mặt rất là quen thuộc mà mỗi lần chương trình Bếp Yêu Thương lên sóng thì chúng ta sẽ được nghe tiếng hát của anh. Đó chính là ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Xin chào anh. Chào Thanh Thảo. Chào quý vị khán giả và các bạn. Ngày hôm nay thì Hùng rất là vui khi được tham gia một chương trình rất là ý nghĩa như vậy. Phi Hùng đã tham gia cũng được khá nhiều các chương trình từ thiện, nhưng mà mỗi lần mà xem chương trình Bếp Yêu Thương thì Phi Hùng đều có một cái cảm xúc rất là đặc biệt. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Hùng và Thanh Thảo sẽ trực tiếp đến để cùng chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn. Vâng, và bây giờ thì anh em mình sẽ vào trong để tham quan qua bếp để xem là mọi người đang làm gì anh ha. Dạ, con chào chú Lực phải không chú? Dạ, hôm nay chào con với anh Nguyễn Phi Hùng tới đây để thăm bếp của mình. Dạ. Bữa nay mình làm món gì chú? Cơm chiên dương châu á. Cơm chiên dương châu. Chú, cái món này là lâu lâu mình mới làm hay sao chú? Cái món này là lâu lâu mình mới làm, là cũng như là trở bữa cho bà con mình vậy đó. Dạ, chứ bình thường thì mình chắc cũng canh xào mặn. Món canh, món đồ mặn. À, món canh với món đồ mặn. Bếp của mình như vậy là có ở đây bao lâu rồi chú? Bếp mình ở đây cỡ 4 năm ạ. Mà ngày nào mình cũng có những cái chương trình như này chú? Ngày nào mình cũng sinh hoạt vậy hết. Dạ. Mà cái cơ sở mà hiện tại mình đang đặt bếp ở đây á chú, là từ khi thành lập là nó đã ở đây luôn hả chú, hay là mình có gì? Dạ thưa, nói thế này, nếu mà hỏi đây tôi cũng xin trả lời cũng có quá trình. Mà trước tiên chúng tôi ở Bệnh viện Nhi đồng 1, cái mặt bằng trong đó vừa bếp ăn vừa nhà kho. Sau đó thì ban giám đốc bệnh viện đó lấy lại mặt bằng để xây dựng thêm phòng khám do nhu cầu của người ta đó. Thành ra tụi tôi phải ra ngoài. Hội hỗ trợ bệnh nhân nghèo á đã mướn mặt bằng ở dưới trạm thu phí bên xe miền Tây á, cho tụi tôi tá túc đó một thời gian, vất vả lắm. Rồi mới nghĩ ra cách là phải vận dụng cái sức lao động của anh chị em mình nè, phải vận dụng cái thời gian rảnh rỗi của các em các cháu á để tạo việc làm, chẳng hạn như là đi nhận quán lấy công việc mình dán bao lì xì đó. Hoặc giả là mấy cái bì thơ đó, tính bằng thiên thôi, 1.000 đó, 1.000 cái được bao nhiêu tiền công vậy đó. À, coi như là mấy cái anh chị em mà tình nguyện viên là nhận cái đó về để làm xong lấy cái kinh phí đó để mình duy trì cái bếp ăn. Mình mới chuyển qua cái vấn đề làm nhang. Làm nhang, xe nhang. Xe nhang đó. Dạ. Làm lâu được thời gian thì mình thấy cái đầu ra của mình sẽ bị hạn, cạnh tranh không lợi người ta. Sau đó đó, từ từ cái mạnh thường quân người ta mới... Từ từ người ta biết tới. Rồi anh em bà con người ta mới đến mình, rồi tiếp trợ cho mình cái nguồn tài chính cũng như là vật lực. Nhờ đó mà từ từ đó kéo lên. Nhưng mà song song với việc kéo lên đó mới thực hiện được cái món cơm bình dân. Ở đây. Món cơm phụ hoàng đó. Lấy món cơm bình dân này để mình nuôi qua bếp ăn, cộng thêm sự hỗ trợ của bà con hảo tâm.
coi như là mình duy trì bằng cách là mình cũng kiếm mưu sinh bằng cái bếp cơm này, rồi mình lấy cái kinh phí từ đây để mình nuôi cái bếp ăn. 4 năm mà chú duy trì được cái sự ổn định như vậy thì chắc cũng rất là nhiều khó khăn. Con hiểu là những thời gian đó là chú cũng phải suy tư rất là nhiều, cũng phải nỗ lực rất là nhiều để duy trì được, đúng không chú? Dạ. Mấy giờ thì mình mới chuyển cơm lên bệnh viện chú? Thường thường thì có 8 giờ rưỡi là xong hết rồi đó. Vậy thì bây giờ là chắc là cũng gần đến giờ chuyển cơm rồi. Chú cho con với anh Hùng phụ mọi người một tay cho nhanh. Nãy giờ là mất thời gian của chú với mọi người quá. Chú ha. Hãy chung tay bữa cơm yêu thương. Hãy chung đồng hành cùng những tấm lòng. Bếp yêu thương không chỉ san sẻ lo toan cùng những trái tim thiện nguyện, mà luôn là nguồn động viên tinh thần với những con người nghèo khó. Mỗi ngày qua đi, từ những hạt cơm ấm áp nghĩa tình này, niềm tin yêu và hy vọng vào cuộc sống được chung tay vun đắp bởi nhiều trái tim giàu tình thương. Một bữa cơm với bao ân tình. Anh Hùng ơi, đây là anh Điền, chị Lắm và con của anh chị, đây là bé Sang. Đây là nhân vật đặc biệt của chương trình Bếp Yêu Thương kỳ này. Bé Sang thì là phải vừa bị tim nè, rồi vừa bị phổi nè, và bé cũng đang điều trị ở đây. Vậy tin hôm nay tình hình sức khỏe của em như thế nào rồi hả chị Lắm? Giờ thì nó cũng ổn rồi, nhưng mà bác sĩ cũng đang theo dõi. Cháu bị tim mới mổ, uống chỉ định mổ cũng có lành hẳn. Với phổi á, hay trái đi ra lại hoài á. Trước kia cũng điều trị 2 tháng rồi mà không xong nó phát lại nữa. Nhưng mà từ khi mổ tới bây giờ là bao lâu rồi? Mổ lần đầu tiên tới bây giờ đó. Tuần rồi, tuần ra hẳn 2 tuần. Mổ là mình mổ ở trên người bé ra. Mời con, mời cho bác coi kìa. Thương nó bị nhiễm trùng á, rồi thì hầu dẫu. Anh chị là quê ở đâu? Em quê Trà Vinh, còn vợ em quê Tiền Giang. Anh chị lên đây sống làm nghề gì vậy? Nó hai vợ chồng thì làm gỗ ở trong khu công nghiệp Tân Tạo thành phố. Bây giờ thì công việc có được ổn định không anh? Em giờ thì hai chồng có ông này nè, vợ có ông này về thôi việc rồi, vợ làm không nổi. Vậy em đi quê em đi làm mướn. Rồi cái đi làm thuê làm mướn như vậy là một ngày được bao nhiêu tiền anh? Ngày được 60 ngàn. Là mình làm công việc gì vậy anh? Đi rửa dừa đó anh ta. Dừa cao vậy á. Vậy là với cái mức lương mà anh đi làm như vậy để mà chi trả viện phí, chắc là con số nợ này sẽ có thể sẽ kéo dài lắm đúng không? Anh có nghĩ một ngày nào đó mình sẽ trả nợ được không? Mơ ước lắm chứ mà không dám mơ ước. Cũng ráng làm, cũng ráng hai chồng cũng ráng làm trả nợ, tại vì bé nó mổ mà. Cười nhưng mà lúc mà bé mới sinh ra rồi làm như thế nào mà mình phát hiện bệnh của bé, mình phát hiện ra từ khi nào ạ? Sinh ra nó bị ho hoài à, đi khám cái người ta nói là nó bị viêm đường hô hấp, đi khám cả tháng rồi chứ bệnh viện tỉnh vậy đó. Rồi cái đầu người quen ở trên đây nè, cũng như hồi đó làm ở trọ đó, thì người ta xuống người ta thăm, người nói vợ chồng có con, người ta thương, người ta xuống người ta thăm. Cái người ta nói, tao nghi nó bệnh tim rồi đó, cái nói nghi chứ em có tiền đâu mà đi. Cái nói để tao lo à. Thì lên đây cái khám, bác sĩ khám thì bắt nhập viện luôn nè. Là lúc đó là bé vừa bị tim vừa bị phổi luôn. Dạ, nó bị tim rồi, nó bị phổi rồi, nó hở van tim nữa. Bây giờ là bé còn mổ thêm đợt nào nữa không chị? Thì bác sĩ báo là có thể mổ lần nữa theo dõi. Là coi như phải theo dõi để cho phục hồi hẳn rồi mới mổ thêm một lần nữa. Bởi vì là tràn dịch màng phổi rồi tim. Thôi thì dù như thế nào thì anh chị cũng phải hết sức cố gắng. Bởi vì cái tinh thần của anh chị cũng phải cũng quan trọng lắm. Mình phải ráng giữ sức khỏe để mình chăm cho con, rồi mình còn đi làm kiếm tiền lo cho con, kiếm tiền trả nợ nữa. Cái thời gian sắp tới, cái tương lai của mình sẽ chật vật lắm. Cũng hy vọng là bé qua cái đợt mổ này thì sẽ được bình phục. Lúc đó anh chị cũng sẽ trở lại với công việc thường ngày.
Hy vọng là con sẽ được khỏe để từ đó có một cái nguồn động lực lớn, lớn thật lớn để anh chị có thể vượt qua được những cái khó khăn trước mắt. Ngày hôm nay Bếp Yêu Thương đến đây để thăm hai vợ chồng, thăm bé thì cũng sẽ gửi một cái phần hỗ trợ đến cho hai vợ chồng và hy vọng là nó sẽ giúp được phần nào. Và biết đâu một khoảng thời gian nữa thì chương trình sẽ nhận được một cái tin vui, đó là hai vợ chồng báo là bé Sang đã khỏe rồi, bây giờ thì anh cũng đã đi làm lại được rồi, chị cũng làm được thêm cái gì đó lặt vặt thôi. Bé Sang nó khỏe thì em cũng điện, em cũng nhắn tin cho chị, cũng cảm ơn chị chứ. Theo với chương trình thì em cũng muốn gửi tặng anh chị một chút quà để mình có thể chăm sóc cho bé, tiền sữa, tiền thuốc. Hy vọng là anh chị sẽ qua những cái khó khăn vào một ngày gần đây, và bé sẽ mau chóng được bình phục để anh chị có được cuộc sống yên tâm hơn để làm việc. Dạ, em xin cảm ơn anh Nguyễn Phi Hùng. Cảm ơn hết tất cả. Chia sẻ với Bếp Yêu Thương để cảm thông với sự bất lực đến lầm lũi của những phận đời đang chật vật túng khó vì bệnh tật, như hoàn cảnh của vợ chồng anh Điền, chị Lắm. Vợ thất nghiệp, chồng làm thuê quốc mướn đắp đổi qua ngày, nhưng căn bệnh tim bẩm sinh của đứa con trai chỉ vài tháng tuổi đã khiến cuộc sống trở nên bế tắc bởi khoản nợ gần 20 triệu đồng mà vợ chồng anh Điền phải vay mượn trong những ngày con nằm viện. Những ngày thắt thỏm bên hành lang phòng bệnh con trai với biết bao túng thiếu và vất vả, thì sự chia sẻ dù chỉ là những phần cơm đạm bạc cũng khiến vợ chồng anh Điền có thêm nghị lực để vượt qua những khốn khó hiện tại và hy vọng vào những điều tốt đẹp vẫn hiện diện trong cuộc sống này. Thưa quý vị khán giả, đồng cảm với bệnh tật và sự yếu ớt của bé Sang và hoàn cảnh khó khăn của hai vợ chồng anh Điền và chị Lắm, ngày hôm nay Bếp Yêu Thương xin được dành một phần hỗ trợ cho anh chị, đó là 15 triệu đồng tiền mặt. Xin được mời anh Dũng sẽ đại diện cho nhãn hàng dầu ăn cao cấp Mezan trao phần quà này đến cho gia đình của anh Điền. Gửi đến anh chị phần hỗ trợ của nhãn hàng dầu ăn cao cấp Mezan để chia sẻ những khó khăn viện phí điều trị cho bé với anh chị. Mong rằng việc chữa trị cho bé đạt được kết quả tốt để bé sớm được trở về gia đình, có thể chơi đùa cùng với ba mẹ như những em bé khỏe mạnh khác. Xin cảm ơn. Và Bếp Yêu Thương cũng xin dành một phần hỗ trợ cho Bếp Ăn Phước Thiện ở quận Bình Tân. Đó là một năm sử dụng dầu ăn cao cấp Mezan cùng với một phần tiền mặt là 10 triệu đồng. Xin mời anh Dũng. Còn đây là 100 kg gạo của một khán giả ở quận 2 dành tặng cho Bếp Ăn của mình. Đây là 100 kg đường của công ty MVK dành tặng cho Bếp Ăn. Và có một khán giả nữa cũng rất là nhiệt tình khi tham gia vào chương trình Bếp Yêu Thương, đó là chị Ngọc Yến ở quận Bình Tân dành tặng bếp mình 50 kg gạo nữa ạ. Xin cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của tất cả quý vị khán giả khi đến với chương trình Bếp Yêu Thương. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Mọi đóng góp dành cho chương trình quý vị vui lòng gửi về chương trình Bếp Yêu Thương, ban chương trình Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, số 14 Đinh Tiên Hoàng, quận Nhất. Xin được chân thành cảm ơn nhãn hàng dầu ăn cao cấp Mezan đã luôn đồng hành cùng với Bếp Yêu Thương. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ 30 phút tối thứ tư các tuần trên kênh HTV7. Mong được luôn sẻ chia, Bếp Yêu Thương đang cần như.